Rồi, xin chào mọi người nhé. Hôm nay mình cây mai mà mình trồng nó cả một năm trời rồi, mà nó cứ đơ đây này, đó, nó cũng không phát luôn, đó, chết thì nó không chết, là cái nguyên nhân là nó bị bộ rễ nó không có phát đây này, nó cái đầu rễ nó bị hư đấy. Thì bây giờ mình cậy hết đất xem là mình sửa lại cái bộ rễ của nó. Cái thứ hai nữa mình lọc lại cái đầu rễ cho nó có sức sống, mình làm lại cho mọi người xem nhá. Rồi bây giờ mình làm. Rồi, cậy hết luôn. Cậy hết cho nó sạch cái chất đất trồng này. Cái đất này ngày xưa là mình đánh về nó nghẹn đấy. Trồng mà mình không cậy ra là cái cây nó rất hay bị hư đầu rễ, nó không có phát, nó nghẹn bộ rễ. Nên là cái cây này bây giờ mình phải cậy hết cái chất trồng cái đất ở trong cái cây ra. Đó, cậy sạch đi. Đó, thì cậy này là mình phải làm cái que gỗ, đừng lấy que sắt. Que gỗ mình làm như kiểu cái nêm ấy, nhọn nhọn ấy. Đấy, như cái đồng đồng. Đó, mình cậy hết cái đất cũ ra. Đấy, tưới nó kèm nó nằm trong này, nó không có, nó nghẹn trong này này. Đấy, thế là cuối cùng đâm lại cái chậu nữa. Nó do cái nguyên nhân cái chậu ấy mình chất trồng ấy, nó làm nó vít xuống cái chậu ấy, cho nên là nó không thoát được nước, nên là cái cây nguyên nhân là nó bị vậy đấy. Đó, nó không chết nhưng mà nó cứ sống giả đấy, nên là nó không có phát luôn, để cả năm trời rồi chẳng có phát, thì cái lá nó cứ đen nó đơ ra vậy, nó cứ vàng vàng ấy, chẳng phát đấy. Bây giờ phải cậy hết ra như này, đó, cậy sạch nhá, cái chất trồng này là mình cậy hết ra. Đó, cái này chủ yếu đất không à, cái này đất này là nó nghẹn là đúng đó mọi người, cái này nhớ cậy hết ra. Đấy, hai cha con cậy hết ra xong rồi trồng cho mọi người xem nhé. Đó, cậy hết đấy, cái đất này nó đâu có tác dụng gì đâu mà nó nghẹn này, nên là cậy hết luôn, đừng có sợ. Nếu mà mình sợ là cây nó rất chi là yếu nên phải cậy sạch. Ồ, cái ông này lấy cái que này sao mà ăn thua rồi, nó cạn đấy. Cậy hết ra, hai cha con cậy nó cậy sạch luôn nhé mọi người, không để tí đất nào luôn. Đó, cậy hết ra cho nó thoáng, không cho một tí đất nào, để cho cái chất trồng mới vào nó bám vào cái đầu rễ nó mới phát được. Đấy, đấy, cậy hết rồi nhá. Đó, bên này trong này còn ít này, cậy hết luôn, không để. Cậy sạch. Để cái chất trồng ở trong này nó úng, nó bị đầu rễ nó không có thoát, nó không có phát được. Dư nước, cái nguyên nhân là nó dư nước ấy. Là nó sinh ra cái bộ rễ nó không có phát một tí nào hết. Đó, mình phải cậy hết đi. Rồi, cũng còn ổn. Bây giờ mình quay sang mình cắt cái đầu rễ. Cậy hết ra xong mình cắt. Cái trên này này, cái này nó bị không ấy, cắt bỏ luôn cái đầu cành, những cái đầu cành mà nó khô này, nó không phát là cái lá nó không phát, cắt luôn. Đó, cắt sạch luôn, không để làm gì hết. Rồi bây giờ mình bắt đầu tập trung nó là cắt cái đầu rễ. Cái đầu nào mà nó đen đen đầu là cắt hết. Đó, cắt bao giờ nó tới cái chỗ trắng trắng ấy. Nói chung mình đã trồng lại là mình những cái đầu đen đấy là mình phải cắt hết, không có để. Cắt mà còn nghi ngờ mà nó còn đang đen đen, nếu mà nó cái màu gỗ nó cảm thấy nó yếu là mình bỏ cắt tiếp. Đó, đây này, cái này này. Này đen đen này, tí nữa đấy bỏ luôn. Đó. Cái nào nó trắng trắng là được, đó cái này được. Đó. Cái nào đen là bỏ luôn. Cắt ra này nó bắt đầu nó mới tạo cái mới đây này, cái này cũng bị đó. Nó bị thối đấy. Cắt luôn, cắt tới cái chỗ ấy luôn. Bấm cho nó gọn hết cho nó sạch sẽ lại, nó khỏi rối.
Đó. Cái đầu nào mình cảm thấy nghi ngờ mà nó không có sự sống là mình bấm luôn, bấm tới cái chỗ mà nó có cái tươi, nó có sức sống ấy thì nó mới phát ra được. Đấy, còn nếu mà mình sợ mình không dám bấm, mình tiếc mình không dám bấm là nó không có phát đâu. Đó, chỗ nào nó còn đó, nó còn đang cái đầu mà nó ấy, bấm luôn, bỏ luôn. Đó, nó trắng trắng là ok, vuông vuông. Cái này thì nữa lấy cái cưa cắt lại. Đấy, bấm hết những cái đầu nào nó nghi ngờ mà cái đầu ấy nó không ra rễ rồi, giờ là bắt đầu mình xử lý, là mình bấm luôn, mình không có để làm gì hết. Đó. Đó, cưa nào mà nó to quá thì mình cưa nó đi, bấm hết cái nhỏ nhỏ này cho nó phát cái mới, nằm nó gọn vào trong, nó nghẹn vào trong đất thì đâu có tác dụng đâu, mình cắt cho nó gọn lại. Vẫn còn tươi, nói chung là ốm. Bấm hết cái nào mà nó bấm tới cái chỗ nó trắng trắng thôi. Đấy, cái nào trắng trắng là cái đấy còn đang khỏe đấy. Bấm luôn. Những cái đầu là rễ của nó là mình phải bấm lại cho nó mới lại. Thì nó là nó phát là cái đầu mình mới thế này. Đó. Này, vừa bấm sát vào trong luôn. Đó. Đó, cậy tiếp, chỗ nào nó còn nghi ngờ mình cậy tiếp xong mình cắt. Cậy hết ra đến lúc mình trồng cái chất trồng mới nó cứ phát được. Cứu cái cây này là nhớ, mọi người nhớ là tưới nước ít thôi, tưới một lần đẫm là để cho nó khô thật, thì xong bắt đầu là mình phía hào hòa thuốc mình tưới. Chứ còn mình tưới nhiều quá nó dư nước là nó lại thối tiếp, nên là cái cây yếu này mình chỉ có xịt vào thân thôi. Xả hết những cái rối tinh rối mù lằng nhằng mì tôm bỏ đi cho nó, lúc mình cho chất trồng mới thì nó cứ phát. Đó, này mình cắt cái rễ này to quá, để nó kẹt vào chậu không 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 ăn thua. Rồi bây lật lên xem còn cái nào nghi ngờ nữa. Không nên không phải bỏ luôn cái đầu luôn. Đó, bấm là trắng cái này là ok. Đó. Nào mà thấy nó còn chưa trắng là mình bấm tiếp. Thì cây này mình làm mình cứ để trong cái chỗ bóng mát bóng râm nhá. Đấy. Cái chỗ nó có cái cây mà cái vườn cây nào mà nó cây cao mát mát ấy, mình để dưới đấy cho nó khỏi cần phải che cũng được, nhưng mà hàng ngày ấy, mình có thời gian mình ra mình cho vào cái bình xịt nước ấy, mình cứ xịt trên thân nó. Hòa cái thuốc Atonic cái loãng mà mình xịt vào thân nó, chứ đừng có tưới nữa. Bao giờ thấy nó khô hẳn bới là nó khô hẳn mình mới tưới. Còn nếu mình tưới tiếp là nó dư nước là nó lại ngoẻo luôn đấy. Cái nào nghi ngờ mà thấy nó cái đầu nó mình cứ bấm cho nó sắc bén, nó nhẫn nhụi lại thì nó mới ra dễ ở cái đấy được. Bấm lại tí cho nó tái tạo. Nó vẫn còn nghi ngờ, bỏ luôn. Bao giờ được tới cái chỗ mà nó tươi thật thì tươi
tươi thật là tươi luôn. Rồi bây giờ mình hòa cái atonic. Đó, hòa cái atonic bắt đầu là mình xịt hết vào rễ và thân, nói chung là xịt hết chỗ nào mình cũng xịt. Thân là vi lệ rễ, bộ rễ làm xịt hết. Đó. Xịt cho nó đẫm hết vào. Thì cứ 15 20 phút mình vào mình vã thêm điếu thuốc xong mình quay ra mình lại xịt cho nó. À, chất trồng thì mình phơi khô đi, ví dụ cái chất trồng mình đã trồng nó thì mình phơi khô đi xong mình trộn chất trồng mới. Cái chất trồng là mình phải ủ kỹ được là tốt nhất. Đấy. Đó, xịt hết vào cái đầu rễ này này. Atonic thì mình nửa gói mình cho vào cái can à, cái bình 2 lít này, nửa gói đấy. Đó mình phải xịt vào cái này là nó ngấm trực tiếp luôn. Và mình cứ để cho nó cỡ khoảng 2 tiếng đồng hồ. Trong cái thời gian này mình vào mình ăn cơm xong mình quay ra mình trồng là cũng vừa. Đó, xịt vào, cứ xịt cả vào thân luôn. Đấy là bố xịt thuốc ấy mà. Xịt đẫm hết. Đi về. Xịt cho nó đều. Rồi. Bây giờ mình quay sang mình xử lý cái đít chậu cho mọi người xem này. Ở đây cái đít chậu này. Đó. Mình gõ cho nó có cái rãnh 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 nước cho nó chảy chảy hết đi nên cho nó thoát nước. Chứ nếu mà mình không làm cho nó thoát nước là cây này là nó mẻo luôn đấy. Đó. Còn nếu mà nó còn khó nữa mình phải khoan thêm. Nhưng bây giờ mình cứ làm cho nó thoáng ba lỗ này nó thoáng thì do chậu làm nó hơi nhỏ. Rồi bây giờ mình lấy sỏi hoặc là cái bê tông ấy, gạch mình lót vào cái đế đó cho nó có cái độ thoát nước. Chứ có mình không lót vào mình đổ đất vào, hay là đổ chất chồng là nó vít luôn. Nên mình làm như này xong tí nữa mình cho một cái lưới đó. Xếp 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 vào cho nó có cái độ hở hở đó. Đó lấy cái lưới này mình phủ lên. Đó, phủ lên để cho nó thoát nước. Này là nó thoát này. Đó, xong rồi mình trộn chất chồng. Chất chồng thì nói chung là mình đã ủ chấu với lại sơ dừa. Cho chấu sơ dừa mình ủ 2-3 tháng nay rồi. Bây giờ mình đổ ra mình cho thêm sơ dừa vào. Đó, ví dụ mình thúc cát vào. Đó. Thêm ít cát vào nữa. Rồi mình trộn cho nó đảo cho nó thật nhuyễn đi. Càng nhuyễn càng tốt này. Đó. Vậy nó mới nhuyễn như này nó bị bám vào trong cái cây của mình được. Đó. Rồi xong chất trồng này trộn lại là được rồi. Để xúc mình đổ vào. Đó. Nó đều đều rồi mình quả thì nó có cả lẫn ít chút cát rồi. Đó. Này mình ấn sao cho nó đều tay cho nó khỏi vì sao nó khỏi sụt đi. Mình cái này nó ấn cho nó thật kỹ là sau này nó phải sụt xuống. Đó. Đó. Quả nó đều rồi xong ấn cho nó kín xuống. Đó. Nó đều đều tay nó chặt xuống vì sau này nó không bị sụt, nó sụt xuống nó hở ra là cây nó tạch. Cắt như vậy là được rồi đấy. Đứng kéo. Đấy, cái nào nó thòi vào cái thành chậu là mình vã luôn. Bấm luôn đây này, cái này nó kẹt vào thành chậu này bấm luôn. Đó. Đâu cần nhiều rễ đâu mà, giờ nó đang yếu mình cắt hết những cái nào nó yếu mình cắt hết rồi, giờ là mình trồng ở đây. Cứ cho nó cao cao này này cho nó thoát nước. Đó. Rồi, tí nữa bắt đầu mình đổ một lớp đi xong tí nữa mình lấy cái nhựa mình đôn thêm nên cho nó cao lên tí để cho chất chồng nó bám vào đây nó mới thoát nước. Đó. Vì sao nó khỏe là mình nhấc cái nhựa ra là vừa. Đổ đều vào. Này chất chồng là nó có lẫn cả cát này.
vậy nó mới bám vào trong cái đầu rễ được. Còn đất không là nó không ăn không được đâu, nó không ăn được đó. Cái chất trồng là mình lắc cho nó nhuyễn hết xuống, nó lọt hết xuống cái khe, nó bám hết vào đầu rễ. Mặt này là mình lấy mặt là mặt tiền, sau này là mình ghép hay mình làm gì đó mình làm nó lắc cho nó lọt kỹ xuống. Tí nữa là mình tưới nước phát là nó chặt được rồi. Lấy cái nhựa này này, nói chung mình cho cái nhựa này để cho nó phủ hết cái đầu rồi rễ trên này cho nó khỏe. Sau này lúc mà nó khỏe rồi, bộ rễ nó ăn ra rồi, lúc đấy mình cũng nhặt ra sau. Nói chung cho cái này vào thì nhìn nó hơi khó chịu một tí, nhưng mà không sao hết, tại mình cứu cây mà đâu có cần đẹp đâu. Đó, mình vanh xung quanh này, cái cây này để mình bỏ tiếp chất trồng mà cho nó bám lên trên nó ấm cái thân nó. Chứ là gà nó phải bới, tưới nước nó phải bắn ra. Mấy kia nhôm bột trông cho này thì nhìn hơi xấu mọi người, nhưng mà không sao hết, quan trọng là cứu cây mà. Cái cây nó khỏe nó mạnh cái lúc đó mình trước hết là cái này nó che nó mát mát cái bộ đế nó ấm ấm áp ấy. Đổ tiếp chất trồng rồi. Đó, thế nó mới ấm được cái đầu rễ của nó, xong rồi ấm rồi ấn kỹ xuống cho nó lọt đều vào cái đầu rễ của nó, đừng có để nó hõng chân nhá. Nhớ là đừng để nó hõng chân là nó không chất trồng, nó không bám vào cái đầu rễ là nó không ra rễ đâu. Đó, nó ấn chặt xong là mình tưới một lần này thôi. Tưới một lần này khoảng 4 ngày nó ráo thì bắt đầu mình hòa tiếp thuốc Atonic, bắt đầu mình tưới cho nó. Còn để trong này là mình tưới một lần cho nó cái chất trồng nó bám vào thôi, chứ không có tưới nhiều là cây nó không phát được đâu. Nó ấn cho nó chặt đều xuống, là tí nữa mình tưới một lần nước này thôi, là khoảng 3-4 ngày nó ráo hết, nó ngấm vào trong cái hết được cái chất vào cái đầu rễ nó rồi, bắt đầu lúc đó mình đi hòa thuốc mình tưới. Chứ bây giờ mình tưới luôn là nó không đủ thuốc đó. Tại mình đã xịt vào rồi, nó đã bám nó hút vào trong đó rồi, mình để mấy tiếng đồng hồ là nó ngấm vào trong đó rồi. Ấn cho nó đều xung quanh. Cho nó lấp hết vào cái đầu này trên này cho nó ấm, xong là tưới là nó ngấm xuống là vừa. Đấy, và bây giờ mình tưới nước cho nó một lần này thôi nhá. Rồi, video đây là cũng kết thúc rồi đấy. Mong mọi người đóng góp cho cái gì hay hơn này nhớ đóng góp cho mình nhá. Mình chân thành cảm ơn mọi người. Thì đây tôi cũng có một số cây thì cũng phải cứu như vậy, nên là cái cây này mình không biết được, nhưng mà thấy nó vẫn cứ tươi tươi đấy, nhưng mà thực sự là nó vẫn bị bộ rễ đấy, nên là mình phải xử lý cái này. Còn nó cao như này là nếu sau nó ngấm xuống này, sau nó thoát rồi nó sống rồi là mình cái tháo ra. Rồi các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận được video tiếp theo nhá, lần sau là mình lại đăng lên cho mọi người xem. Rồi chân thành cảm ơn.